Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái con Oppo F11. Khi mà các bạn bật nguồn lên thì nó chỉ treo ở cái màn hình Oppo này, hoặc là nó sẽ vào trong Zikuri nhé, treo ở trong Zikuri. Khi mà các bạn vào trong, các bạn kiểm tra nút tăng giảm âm lượng thì nó đều không bị kẹt nhé. Các bạn bấm thì nó đều được. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng Unlocktool để mình khắc phục cái lỗi này nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Unlocktool này. Nếu mà các bạn nào mà muốn kích hoạt Unlocktool này thì các bạn có thể là liên hệ với mình nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể là liên hệ với mình để mình làm online cho nhé. Đó, mình đã mở Unlocktool lên rồi này. Và ở đây có cái file ROM của cái con Oppo F11 này. Có cái modem là CPH1911 nhé. Thì link tải cái ROM này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Sau khi tải về thì các bạn cũng giải nén ra cho mình. Ở đây thì mình đã giải nén ra cái thư mục này rồi. Đó, khi mà các bạn mở vào trong đây thì nó sẽ là cái file. Đây, mình sẽ cho rộng cái này ra này. Nó sẽ có cái file đó là OFP nhé. Đó, file này thì các bạn sẽ dùng luôn Unlocktool để chúng ta giải nén ra nhé. Đó, bây giờ mình sẽ mở Unlocktool này. Trước tiên là mình sẽ giải nén cái file OFP đấy sang cái ROM là Scatter nhé. Đó, đây thì các bạn sẽ chọn cho mình sang cái tab đó là Android này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình cái tab đó là Android Image này. Đó, rồi bạn sẽ chọn cho mình vào là Oppo OFP MTK Unpack này. Đó, tức là giải nén cái ROM OFP của chip MTK nhé. Con Oppo F11 này thì nó chạy cái chip MTK. Mình sẽ chọn đây này. Sau đó là mình sẽ tìm ra cái ROM mà vừa nãy mình đã giải nén này. Đó, ra desktop này. Ra cái thư mục này. Oppo. Rồi vào Oppo này. Vào firmware tool này. Đây, chọn vào cái file OFP này. Đó, thì nó tự giải nén ra này. Ok, các bạn để ý ở đây mình đã giải nén xong cái file OFP này. Và cái ROM của nó thì nó sẽ được giải nén vào đúng cái thư mục mà đã chứa ROM nhé. Đây, mình sẽ mở ra. Nó có một cái thư mục là Unpack này. Chính là cái thư mục mà đã giải nén này. Và tẹo nữa thì mình sẽ chọn vào cái file Scatter này nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở lại Unlocktool này. Mình sẽ chọn vào cái tab đó là MediaTek này. Rồi mình sẽ chọn vào cái tab đó là Flash này. Rồi mình sẽ chuột phải vào đây này. Mình sẽ chọn vào cái file, mình sẽ chọn vào load scatter này. Sau đó là mình sẽ chọn vào cái file. Đây, mình có thể là chọn ra desktop này. Các bạn chọn lần lượt vào trong cũng được. Đó, đây unpack này, file scatter đây. Đó, nó tự nhận những cái file này rồi nhá. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tích chọn cho mình vào. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình vào, tích chọn vào đây này. Đó, all bypass này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là flash nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình vào flash này. Sao bấm vào flash này không được này. Bấm flash này không được nhá. Thì mình sẽ chuyển sang cái tab này đi. Đó. Mình sẽ load cái file scatter sang đây đi. Rồi. Ở đây, các bạn quay trở lại cái tab đó là flash old này. Đó, các bạn sẽ tích chọn cho mình vào là server này. Sau đó là các bạn sẽ chọn sang đây là Oppo này, Realme này. Rồi đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là Oppo F11 nhá. Đây, F11 CPH1911 này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là Flash này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ, bạn này quay vào con Oppo, rút cáp ra. Sau đó là bấm giữ đồng thời tăng âm lượng và giảm âm lượng, sau đó ghim cáp. À, nhưng bây giờ phải để cho nó tắt đi hãng. Thôi thử tháo pin ra gắn lại, không nằm lại. Nhưng mà chắc chắn là nút tăng giảm âm lượng bấm được rồi gì? Bấm được. Tháo ra là cũng khó bấm đấy. Rút cáp ra, không tháo pin ra, không lắp pin lại. Thế không phải bấm cả tăng cả giảm âm lượng, không ghim cáp vào. Tháo chân pin ra này, sau đó gắn chân pin lại, sau đó là úp cái vỏ kia để nó có tăng giảm âm lượng, sau đó ghim cáp thì nó dễ hơn. Đấy. Nhưng mà gắn pin vào nó có lên nguồn không? Không đó. Đấy. Thế ông gắn cái vỏ cái vào để nó có cả tăng giảm âm lượng. Sau đó mình bấm nhiệt tăng giảm âm lượng, sau đó mình mới ghim cáp. Dạ. Chỉ quan tâm tăng lượng
tăng giảm lưu lượng kim cáp nha. Đúng rồi, anh phải bấm nhiệt. Đấy, nhả tay rồi. Fail rồi, làm lại rồi. Thế là nhận rồi đấy. Nhắm bấm lại. Rồi, nhận nữa. Nãy thấy rồi, nãy mất rồi. Mất rồi, anh làm lại rồi. Bấm. Vâng, bấm chặt tăng giảm âm lượng, không ghim cáp. Ôi, ôi, vẫn fail à? Vâng, vâng anh đổi cộng cáp anh. Fail à? Anh từ từ á, để em chuyển sang cái tab bên đây xem này. Tab bên đây để em chọn vào cái này đi. Sau đó là chọn vào cái, chờ chờ em một xíu. Oppo Xiaomi V1 đi. Sinex này. Đó. Rồi Flash này. Rồi Continue đi. Rồi anh thử nào. Rồi nhả tay. Đó. Ok, như vậy là nó flash xong rồi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ xem nè. Con Oppo này của mình nó có lên không nhá. Rồi, bây giờ không cần kết nối vào máy tính nữa, rút cáp ra. Nó vẫn hiện cái chữ này ta. À, vẫn hiện chữ à? Nó không hiện chữ, à, lên. À, đấy. Vào đấy đi, ông bắt đầu khởi động lại đi. Chọn chỗ reboot đấy. Tháo pin gắn lại à? Không, chắc lúc tắt mua cái nó kẹt cái con đường đi xem. Hay giờ giờ gắn lại à, bỏ ra đi, đúng rồi, bỏ ra cho chắc. Bên này xuống này thì mình bấm vô support lại đi. Chắc được đó, nãy nó còn kẹt phím âm lượng á. À. Nãy nó còn ở dưới. Đúng rồi. Ráp vô. Đúng rồi. Chắc là vừa do nó chạm vào phím giảm âm lượng. Chắc vậy. À, cứ đợi cho nó vào hẳn đi xem này. Được đấy, nó hết hết chữ đó. À đấy, đấy xoáy xoáy vào đấy. Cứ chờ một tẹo cho nó vào hẳn đi. Hôm qua là nó bị nó lên chữ đó xong nó cứ tắt mở mà à. Đến lúc nó vô được về Covid là thử hết các nút là lượng bình thường hết. Ừ. Nãy tháo ra để đáp để bấm hai phím này vô xong nó bị kẹt đấy. Đấy, vào rồi. Vâng. Vào trong đi xem nó có dính Google không? À, nó hiện lên bảng ấy gì? Thế quay trở lại màn hình ban đầu. Quay trở lại ban đầu luôn. Cuộc gọi khẩn cấp. Cuộc gọi khẩn cấp kìa. Sao thăng 812 thăng. Đó, xong rồi. À, thay đổi ngôn ngữ đi. Chọn vào cái chỗ mà có chữ A đấy. Có chữ A. Không phải. Quay lại. Quay lại. À, đây đúng rồi. Đúng đấy, chưa? À, đúng rồi, ở đây vào đi. Đấy. Vào cái xem tiếng Việt nào. À, thế không phải rồi. Quay lại. Cái dưới, đúng rồi, chọn tiếng Việt. Sắp đấy. Đấy, dòng dài đấy, đấy. À, ok chưa? À, ok. Ok. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được con Oppo F11 nó bị treo ở trong Zikuri. Có thể là nó treo ở logo ở Oppo và ở phía dưới nó có cái dòng chữ là Zikuri hoặc là nó vào trả hẳn trong Zikuri nhé. Các bạn đã thử bấm tăng giảm âm lượng thì vẫn hoạt động bình thường, không bị kẹt. Đó. Thì các bạn có thể là làm theo video này. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.